Hello anh em, lại là mình đây, Tuấn của Auto89. Và vắng mặt mấy ngày rồi thì hôm nay mình lại trở lại với anh em với một clip đồ lẻ ở đây và một ít loa bút xèo ở đây. Và anh em đừng quên số điện thoại của mình là 0976663776 và địa chỉ cửa hàng mình tại địa chỉ 141 đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Thì mấy ngày rồi mình cũng không có thời gian bận để không có thời gian để lên với anh em. Thì hôm nay mình sẽ lên với anh em ít đồ ở đây. Thì hiện tại bây giờ ở đây là mình có một ít cục dàn và một ít âm ly, anh em thì nhìn thấy ở đây. Thì đi từ cục dàn lẻ trước đi. Cái cục dàn bên trên này là cục dàn 185 nhưng nó lại bị kén đĩa anh em nhé. Kén CD và hiện tại mọi chức năng hoạt động bình thường, mặt nhôm toàn bộ có tuner 108 đầy đủ anh em nhé. Đây, tuner 108 đầy đủ. Con này chỉ có optical out chứ không tiếp optical in và quan trọng nhất vẫn là made in Japan. Anh em đây, có thể cổng out cổng in rất đầy đủ đây, nghe qua điện thoại máy tính tivi đều ok, đánh căng đét cặp loa bass 25 cm đổ về anh em nhé. 185 thì nó có thương hiệu rồi, nó đánh ngon lắm. Và hiện tại con này thì mình đang thanh lý cho anh em với cái giá là 600.000 anh em nhé, 600.000 cho cục dàn này để anh em về đánh những cái cặp loa có sẵn ở nhà. Và quan trọng nhất là con này nó đánh sọt than nên là cực kỳ căng, anh em nào chơi 185 rồi thì biết cái giá 600.000 thì quá khủng cho cái con này rồi, không phải bàn cãi nữa. Và bên dưới này là con Denon MA5DV, anh em thì nhìn thấy mặt của nó này, mặt nhôm toàn bộ, kính của nó là kính kính phủ kính, kính phản quang em nhé, rất đẹp. Đĩa khay đĩa CD cũng vậy, đây mọi thứ đều rất ngon. Đây, hình thức đây không thể tránh được những cái vết xước sát này nhé, vết xước là do vận chuyển anh em nhé, có thể lau là hết thôi. Đây, công suất ở phía mặt sau này là 70W cho cục dàn này và điện nguyên bản 100V. Optical in giải mã 24 bit, không mồi anh em nhé, và cổng optical out để phục vụ để anh em giải mã bên ngoài nữa. Đây, cọc loa các kiểu đây, và quan trọng nhất là con này có cổng USB để anh em kết nối máy tính, có thể làm giải mã trực tiếp từ máy tính để nghe nhạc lốt lét từ máy tính, cực kỳ tiện lợi. Anh em nào mà chơi máy tính thì mình khuyên là chơi con này anh em nhé, rất hay luôn. Và con này là con chơi DVD cao cấp của thằng Onkyo, của thằng Denon rồi. Vẫn công nghệ ProRescan này, chỉnh tông ở trên mặt trước, bát chép trực tiếp trên mặt dàn này. Line in, line out từ điện thoại, các thứ đều ok. Và quan trọng nhất là chức năng giải mã 24 bit đây. Em mình thấy chức năng PC interface của nó này. Này chính là cái cổng PC USB ở đằng sau để anh em có thể kết nối đấy nhé. Nó cũng tận dụng được con giải mã trong này. Nó tương đương cả sao 5-6 triệu luôn. Và hiện tại con này thì mình đang bán với giá là 2 triệu 600 anh em nhé. 2.600.000 cục dàn này MA5DV, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, DVD đọc tốt, kể cả đĩa trợ không hề kén đĩa, CD cũng đọc tốt ok. Và đây nữa, và bên dưới này là tiếp theo là cái cục dàn MA5DV, ME2DV là một trong số những con dàn cao cấp của thằng Denon, nó rất cao cấp luôn anh em nhé. Con này là thuộc cũng dạng phân khúc cuối của thằng Denon rồi đấy, mình quay mặt sau để cho anh em nhìn đấy, anh em nhìn đến cọc loa của nó đã biết là nó là chùm cuối rồi. Đây, optical in đây, phục vụ để giải mã. Optical out đây, cổng quang. Và con này có thể config thành 5.1 được. Con bên trên này cũng config thành 5.1 được anh em nhé. Mặt nhôm toàn bộ, mọi chức năng hoạt động ok. Và con này là con no CD anh em nhé. Không, đĩa CD này nó kén đĩa thì mình sẽ coi như nó không chạy CD luôn. Vẫn rất nhiều công nghệ ở đây, DTS các kiểu này, đoàn bộ các thứ surround có này, chỉnh surround được này, chỉnh tông trực tiếp trên mặt dàn này, bát chép super bát anh em nhé, tuner đủ 108 anh em nhé. Con này chơi cực kỳ ngon. Và hiện tại con này nếu còn ngon CD nó rơi vào khoảng tầm 2.8-3 triệu, thì con này tèo CD mình trừ ngay thẳng cho anh em là 500.000, thì còn 2.300.000 anh em nhé. Hiện tại cục dàn này là 2.300.000, anh em thì chơi cục này thì không bao giờ phải suy nghĩ giải mã 24 bit trực tiếp. Và anh em nào mà giải mã 24 bit thì có thể xuất thẳng cổng out ra thiết bị âm thanh ở nhà và không bị suy out tín hiệu anh em nhé, không bị ảnh hưởng gì về equalizer của cục dàn này cả. Rồi ok, và mình đọc báo lại giá cho anh em một lần nữa này. Cái cục trên cùng là cục Onkyo 185 và cục này cũng kén đĩa 600.000. Cục Denon MA5DV ở bên dưới là 2.600.000. Và cục dưới cùng là Denon ME2DV, một con mã cao cấp của thằng Denon, và con này CD thì bị kén đĩa, mình cũng bán cho anh em với cái giá là 2.300.000 anh em nhé. Rồi đến thức cái đống âm ly này, thì anh em thì nhìn thấy đây ba con âm ly,
thì con trên cùng là con Denon PMA300Z, là một cái dòng Denon chữ đỏ của anh em, đánh sò chân vàng cực kỳ hay. Và anh em săn lùng con này để chơi những cặp loa cổ thì không có điểm chê luôn, đánh hai cầu loa AB và đánh hai cặp liên tiếp được, hai cặp AB cùng lúc được. Đây bát này, chép này, volume này, mốt chỉnh này, và đây là các cái cổng chọn phono các kiểu. Con này có bộ lọc Fiddler, lọc lâu, lọc hai các kiểu, ba lăng, nghe nhạc lao lét này, chọn lao lét, có chế độ lao lét luôn. Đây, cực kỳ ngon con này, nói chung là chơi thì không phải nghĩ đâu anh em, rất ngon luôn. Đây phía sau đây mình cho anh em xem, công suất là 42W. Anh em đừng nhìn vào cái công suất tiêu thụ của cái tem này, nó tem nổi luôn này, tem nổi thằng đê lông luôn, đê lông chữ đỏ cao cấp lắm. Và điện nguyên bản 100V. Đây hai cầu loa và rất nhiều cổng in out phía sau này, pre out, anh em để chuyển chế độ đây pre out của nó này, để tùy anh em. Đây có một cầu chì nổi bên ngoài luôn, anh em hoàn toàn yên tâm chứ, có một con cầu chì bên ngoài thay cực kỳ tiện lợi. Đây là cái chân để anh em có thể gắn cái chân mát vào đây để tránh mát điện. Những con cao cấp này không giờ phải nghĩ rồi, dòng chữ đỏ anh em nhìn thấy đây, đây dòng chữ đỏ rất hiếm luôn. Và con này hiện tại mình đang bán là 4 triệu tròn anh em nhé, đánh căng đét cặp loa bát 30 anh em nhé. Mặc dù công suất của nó là chưa đến 50W nhưng đánh căng đét cặp loa bát 30 rất hay, con này nghe rất hay. Anh em nào mà ở gần có thể đến tận nhà mình để test thử con cái con âm ly này, đánh thì không có điểm chê luôn, với cái giá dưới 5 triệu thì nó là vô đối luôn. Rồi ok, đến hai con âm ly giá rẻ bên dưới này thì con đầu tiên là con Onkyo, ở bên trên là con TX55, thì con này là con âm ly, con âm ly kèm radio anh em nhé. Đây em thì nó âm ly cổ kèm radio, thì ở đây nó có chọn speaker này, B này, AB đánh hai cầu AB này, thêm B không thì tùy chọn ở đây này, bát chép và ba lăng ở đây này, mọi chức năng này, chọn suộc này, monitor này, tab tụng các kiểu, volume nữa đây. Anh em nhìn thấy đây, volume rất ok. Con này đậm chất cổ luôn. Cái nút nguồn của nó bị gãy anh em nhé, nút nguồn nó giống cái nút này này. Anh em thể ra vào được nhưng hiện tại con này nó gãy rồi, anh em phải chọt vào đây mới nhảy được. Thì hiện tại con này mình bán thành giá rẻ thôi. Nó nặng dã man luôn. Con này đánh cực kỳ hay, những cặp loa Buxell các kiểu thì nó đánh không có điểm chê, công suất là 100W và công suất là 62W và nguồn nguyên bản 100V, made in Japan anh em nhé, TX5. Và hiện tại con này thì mình đang bán với giá thanh lý là có 1,5 triệu thôi, 1,5 triệu cho con này, đánh rất hay. Anh em nào mà chơi con này rồi thì mình bao hay luôn, có cặp loa Buxell ở nhà rồi thì ghép không bao giờ phải nghĩ rồi. Ok, đến con bên dưới này là con Victor AD77, thì con này thì cũng là một cái dòng âm ly cổ của thằng Victor. Chất âm của nó thì anh em nào mà chơi dòng Victor cổ thì biết rồi, đánh cực kỳ hay luôn. Đây anh em nhìn thấy cọc loa của nó đã biết nó cao cấp rồi, cọc loa rất cao cấp. Đây cọc loa cực kỳ cao cấp, anh em thì nhìn thấy tất cổng kết nối ở đây, còn mình đọc thông số anh em, made in Japan anh em nhé. Công suất là 110W này và nguyên bản điện là 100V. Rất nhiều tính chức năng ở trên này tùy chọn. Đây chức năng này em thì tùy chọn, bát và chép là vẫn chỉnh cần gạt anh em nhé, cần gạt, gạt này, đấy, cần gạt chứ không phải là cái núm xoay nữa, mà cần gạt nó đậm chất cổ luôn anh em nhìn đây. Đây đây có cả chỉnh echo cho mic này, đấy mixing luôn, lao lét có này. Và hiện tại con này thì mình đang bán thanh lý là 1,8 triệu thôi anh em nhé, 1,8 triệu cho con âm ly Victor D7 này. Anh em nào mà chơi thì cứ alo liên lạc với mình sẽ ok cho anh em. 1,8 triệu là mình báo giá lại nhé. Cái đống con Denon chữ đỏ là 4 triệu, con bên dưới là con Onkyo 1,5 triệu, và con bên dưới cùng con Victor D77 là 1,8 triệu anh em nhé. Rồi ok, xong đống cục giàn và sang cái đống loa, lại cặp Kenwood này, cặp Kenwood rất cao cấp của thằng Kenwood, bát 12cm anh em nhé, bát 12cm gân lụa cực kỳ ngon. Chép thì chép siêu tần, thụt hơi mặt trước. Và hiện tại con này thì mình đang bán cái giá thanh lý là 1,1 triệu. Thôi 1 triệu tròn đi. Đây công suất 30W và trở kháng là 6 ohm. 1 triệu tròn cho cặp này đi. Thùng vách rất đẹp, ok. Nhìn thấy đây. Đây,
chất bát khá là ok, càng đét luôn. 1 triệu tròn cho cặp Kenwood cao cấp này. Rồi bên cạnh là cặp Onkyo 062A. Thì vẫn như cái cặp trước thôi, thì cặp này thì mình sẽ để cho anh em là với cái giá là 1 triệu 600 đi. 062, lần này mình bán 1 triệu 6 thôi. Không bao giờ phải nghĩ về cái chất của con này rồi. Chép thì chép này, anh em đi, con chép nó rất cao cấp luôn. Chép đấy, sờn này, chép đỏ lòng đỏ anh em nhé. Bát thì bát 14 cm, bát 14 cm, màng carbon rất khá là ok, cổ thì cực kỳ to. Đây thùng hơi mặt trước, thùng vách thì cũng khá là ok thôi. Thì con này là 70W và chở khá là 4 ohm. Đây con này cũng xấu cái cạnh dưới này, 70W và chở kháng 4 ohm. Xấu góc dưới chỉ mặt sau thôi, không ảnh hưởng gì anh em nhé. Xấu này là xấu, xấu gọi là xấu, vẫn xấu nhưng mà xấu đẹp. Đấy, con này 1.600.000 anh em nhé. Anh em nào mà ok thì có thể inbox với mình. Rồi đến đây là cái cặp loa Onkyo N9EX, một trong số những mã cao cấp của thằng Onkyo, rất đẹp luôn. Bát thì bát lòng chảo anh em nhé, gân thì gân siêu mỏng, chép thì chép mũi đạn, là cao cấp nhất của thằng Onkyo bây giờ. Củ thì cực kỳ gấu, củ này to lắm. Thụt hơi hầm mặt trước này, thụt hơi mặt trước cho chất âm rất ngon. Và cái màu sơn của nó đây, anh em thì nhìn thấy sơn đây, khá là ok anh em nhé. Đây, công suất là 70W và chở khá là 4 ohm, cọc loa bắp chuối toàn bộ. Đây, có những cái vết xấu thì mình sẽ quay chi tiết để cho anh em xem. Nói chung là nó toàn ở phía sau thôi, không ảnh hưởng gì cả. Đây, có những cái vết xấu ở đây. Và mình không có thời gian mình làm lại thùng đâu, không có thời gian sơn xiếc lại, sơn xi lại. Thế cặp này mình sẽ để cho anh em với cái giá là 2.300.000 anh em nhé. 2.300.000 cho cặp này. Rất là ok. N9EX, cái bọn N9 này anh em đừng so với cả bọn N7 nhé, nó to hơn và ra tiếng hoàn toàn khác bọn. 2.300.000. Và con cuối cùng này là con loa của thằng Panasonic con này là con PM710, loa đánh hai cầu anh em nhé. Loa hai cầu, mình đã nối dây rồi, thùng vách thì khá là ok. Của những chỗ này thì mình sẽ dò keo cho anh em thôi. Đây, không ảnh hưởng gì hết. Đây, quan trọng nhất là cây này nó bị khe này. Anh em nhìn thấy nó bị hở này, hở chỗ này cũng không ảnh hưởng gì, hở chỗ này nhưng mà vẫn đánh bình thường em nhé. Chất âm thì con này thì nó là loa hai cầu nên nó ra chất bát cực kỳ sung. Và quan trọng nhất là mình bán cái giá siêu rẻ luôn là 500.000 thôi. Và anh em nào chơi một cầu thì có thể báo với mình để mình đấu thêm một cầu cho anh em nhé. 500.000 cho cặp này bằng đúng cặp của bát thôi. Còn lại thì cái thùng này coi như cho không anh em được, tặng không anh em. 500.000 cho cặp này, không bao giờ phải nghĩ. Rồi ok, mình sẽ báo giá lại một loạt cái cặp loa ở đây. Đầu tiên là cặp Kenwood này, thì mình báo giá là 1 triệu tròn. Onkyo 062A 1 triệu 6. Onkyo N9EX là 2.300.000. Và cặp cuối cùng này, cặp Panasonic PM710, thì mình bán 500.000. Đen xì luôn anh em nhé. Anh em là không quan trọng hình thức nhìn ngang vào, nhìn mặt trước vào thì khá là ok. Rồi ok, thì cái video hôm nay thì mình cũng ngắn gọn ít đồ vậy thôi. Còn anh em nào mà chưa xem video của mình lần nào, chưa theo dõi kênh thì nhớ đăng ký kênh và bấm hình cái chuông ở bên cạnh để có thể cập nhật những cái sản phẩm của mình mới nhất. Ok, buổi tối hôm nay thì xin chúc anh em một buổi tối thật vui vẻ và hẹn gặp lại anh em ở những cái video gần nhất. Xin chào và tạm biệt anh em.